Để cho anh em nha, anh em chia sẻ cho thuốc anh em ơi. Đây. Đây nè. Mũi hành, thì nâu, thì xanh, bò chỉ, bò nhảy gì đó nè. 10 gói 10 công nha anh em. Gói này nè. Đó, cái này nó chỉ có 6 cuốn lá luôn nha anh em. Đây nè. 6 đục thăng, 6 cuốn lá nè. Đó. 10 công 10 gói nha, chứ em cộng thêm chai 3.6. Nè, viên chai chi giòn, hai chai chi giòn nha anh em. Viên chai 3.6. Đây, 3.6 sinh học nha anh em. Để mình đuổi gần phân thắng luôn nè. Dư xì nông gốc cung cấp. Em chào anh em đã đến bên vùng núi miền Tây nha. Hôm nay em chia sẻ anh em sẽ thuốc anh em ơi. Đây. Cái thú đầy thơm này bữa nay là 27 ngày anh em. Đây. Thú đầy thơm này 27 ngày anh em ơi. Đó. Đây em đang xịt thuốc đây. Đó. Thì ở cái cử này em xịt đó là em ngừa mũi hành này anh em ơi. Gây phấn trắng nè. Đó. Đang ngày mai khu nước á, gầy phấn trắng á. Bây giờ hiện tượng phần gầy phấn trắng cũng nhiều nha anh em. Thì phần trắng này em có chia sẻ thuốc á. Là mình em cộng với thằng 3.6 á. 3.6 nó có chắc như là nó chắc bám dính anh em ơi, nó hiệu quả lắm. Mà anh em mua 3.6 sinh học nha anh em. Thì em làm 3.6 sinh học thì nó đỡ. Ngon lắm, nó có tám mấy ngàn chai à, 10 công xịt chai với cộng với mấy gói thuốc. Thuốc đó rồi mình trị cả 6 cuốn lá luôn nha anh em, 6 đục thăng nè, rồi mũi hành nè, nó đủ thứ đội luôn, nó cộng với 3.6 nó tịch lắm anh em, đó. Thì thường cái gầy phấn trắng đó, nó có lông á, nên khi mình xịt á, nó tỷ lệ nó chết khó lắm nha, nó nhờ có 3.6 nó như là một chắc bánh dính gì anh em ơi, đây lúa này là lạc. Lúa này là đúng bữa nay là 27 ngày này anh em ơi. Đó, thì bữa nay em mới xịt, nãy xịt ra em quay em vượt em quên. Rồi bây giờ xịt về 10 công nè. Đó, em quay cho anh em. Đó, thì cái lượng phân bây giờ hiện tại bây giờ cái biến này là tổng cộng là 25 kg đây anh em ơi. Đó. Đó. 25 kg phân này anh em. Đó, thì từ đây tới cứ rộng 25 nữa là đúng bao đó anh em ơi, 50 kg. Giờ nó quá trời sung rồi, mới có 25 kg. Còn miếng đây người ta hơn rồi nè anh em ơi. Miếng đây người ta 30 kg đó. 20-30 mấy kg đó. Còn miếng của em mới 25 kg nè. Bữa hôm nay cũng có chia sẻ giải phân anh em. Anh em nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh để xem lại những video đó đó. Có gì em làm được em chia sẻ anh em đây nè. Đó. Đó đúng là 25 kg phân luôn em ơi. Đó. Đẹp cực kỳ. Sung lắm, lúa sung. Mặt lá lúa vậy lắm nghe nè. Thì bên đây em chia sẻ là cái miếng bên đây đó là em xài mới đúng cái phần là đúng một bao mới một bao DB1 nghe anh em. Đó thì bữa mới chia sẻ em xài em trộn không biết không nha, bên kia thì không nha, bên kia là hết 3 bao DB đó, 10 công bệnh 3 bao DB đó, 3 bao UG đó bên đó. Mà bên đó thì lại em không có bón lót, tại em có xịt cái hủy cơm gà đó nên nó cũng tốt lắm, mà nó không bằng bên đây này mà bên đây quá trời sung rồi. Đó, dàn xịt này nè. Rồi em chào anh em nha. Rồi em chào anh em đã đến bên vùng núi miền Tây nha. Hôm nay em chia sẻ anh em sẽ thuốc anh em ơi. Đây. Cái thú đầy thơm này bữa nay là 27 ngày anh em. Lúa đầy thơm này 27 ngày anh em ơi. Đó. Đây em đang xịt thuốc đây. Đó. Thì ở cái cử này em xịt đó là em ngừa mũi hành này anh em ơi. Gây phấn trắng nè. Đó, đằng ngày mai khu nước á, gây phấn trắng đó. Bây giờ hiện tượng phần gây phấn trắng cũng nhiều nha anh em. Thì phần trắng này em có chia sẻ thuốc á.
là mình em cộng với thằng 3.6 á. 3.6 nó có chắc như là nó chắc bám dính anh em ơi, nó hiệu quả lắm. Mà anh em mua 3.6 sinh học nghe nè, thì em làm 3.6 sinh học thì nó đỡ ngon lắm. Nó có 80.000 chai à, 10 công trình chai à, với cộng với mấy gói thuốc thuốc đó rồi mới trị cỡ sâu cuốn lá luôn nghe nè, sâu đục thăng nè, rồi mưa hành nè, nó đủ thứ độ luôn. Nó cộng với 3.6 nó tịch lắm anh em đó. Thì thường cái gậy phấn trắng đó, nó có lòng á, nên khi mình xịt á, nó tỷ lệ nó chết khó lắm nha. Nó nhờ có 3.6 nó như là một chất bánh dính gì đây mày. Đây lúa này là lúa này là đúng bữa nay là 27 ngày này anh em ơi. Đó thì em bữa nay em mới xịt, nãy xịt ra em quay em vượt em quên, rồi bây giờ xịt về 10 công này đó, em quay cho anh em. Đó thì cái lượng phân bây giờ hiện tại bây giờ cái biến này là tổng cộng là 25 kg đây anh em ơi. Đó 25 kg phân này anh em. Đó thì từ đây tới cứ rồng 25 nữa là đúng bao đó anh em ơi, 50 kg. Giờ nó quá trời sung rồi, mới có 25 kg. Còn miếng đây người ta hơn rồi nè anh em ơi. Miếng đây người ta 30 kg đó, 20-30 mấy kg đó. Còn miếng của em mới có 25 kg nè. Bữa hôm nó cũng có chia sẻ giải phân anh em. Anh em nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh để xem lại những video đó đó. Đó cái gì em làm được em chia sẻ anh em đây nè. Đó đúng là 25 kg phân luôn em ơi. Đó đẹp cực kỳ, sung lắm, lúa sung mà lá lúa vậy lắm nghe nè. Thì bên đây em chia sẻ là cái miếng bên đây đó là em xài mới đúng cái phân, là đúng một bao, mới một bao DB1 nghe nè. Đó thì bữa mới chia sẻ em xài em trộn không biết không nha. Bên kia thì không nha, bên kia là hết 3 bao DB đó, 10 công bệnh 3 bao DB đó, 3 bao UG đó bên đó. Mà bên đó thì là lại em không có bón lót, tại em có xịt cái hủy gươm gạ đó, nên nó cũng tốt lắm. Mà nó không bằng bên đây này mà, bên đây quá cháy sung rồi. Dàn xịt này nè, rồi em chào anh em nha. Em mới xong luôn em à, đang gửi vàng ra. Đó, thì em đi quay lại coi cái gậy phấn trắng nó có rớt xuống không nghe anh em. Đó giờ em lội nè, anh em thấy không? Đó, rớt nước này. Anh em thấy không nè? Anh em thấy không anh em? Mới sau ấy là rớt rồi, nó trắng không nè. Em chia sẻ em vậy nè. Đây nè mày, nhóc kia nè, gớt nước nhóc cho nè mày, đó, trắng hết rồi, nó mới xịt nè, trắng hết rồi. Thì anh em xịt trong cộng 36 rồi quả cái này nè. Anh em nhớ ủng hộ mình, đăng ký kênh, có quảng cáo xem em nha. Em chia sẻ mấy những video mà em chụp thuốc dễ phân sao em chia sẻ luôn á, anh em nhớ đăng ký kênh xem lại nha. Chết được á, mới xịt qua cái là chết rồi nè. Em mới xong luôn em à, đang gửi vàng ra. Đó, thì em đi quay lại coi cái gậy phấn trắng nó có rớt xuống nước không nghe anh em. Đó giờ em lội nè, anh em thấy không? Đó, rớt nước nè. Anh em thấy không anh em? Anh em thấy không anh em? Mới sau ấy là rớt rồi, nó trắng không nè. Em chia sẻ em vậy nè. Đây nè mày,
nhóc cho này, gớt nước nhóc cho này nè mày, đó, trắng hết rồi, nó mới xịt này, đó. Trắng hết rồi, thì anh em xịt nhanh cộng 36 rồi hiệu quả cái này này. Anh em nhớ đồng hồ mình cách đăng ký kênh có quảng cáo xem em nha. Em chia sẻ mấy những video mà em chụp thuốc dễ ăn sao em chia sẻ luôn á, anh em có lấy đăng ký kênh xem lại anh em chất lượng á, mới xịt qua cái là chết rồi nè đó.